Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Tấn Phước và Nguyệt Quế sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Trước khi đến với nội dung chi tiết như thường lệ, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay. Câu chuyện nhiều người trẻ ở Đồng Tháp khởi nghiệp và làm giàu từ nông nghiệp. Xe ben chở cát làm sập cầu ở Bình Phước. Phi tang hung khí giết người của con trai, ba mẹ con cùng lãnh án. Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 4 tới, được kỳ vọng kích cầu du lịch trong năm nay. Khám phá thiên nhiên hoang dã ở vườn quốc gia Cát Tiên, một trải nghiệm hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thời tiết thuận lợi nên ngư dân tích cực bám biển khai thác hải sản gần bờ. Ghi nhận tại Quảng Bình, những ngày qua, ngư dân xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh rất phấn khởi vì trúng đậm luồng cá đù gần bờ. Mới đây, 5 thuyền dây lưới của ngư dân xã Hải Ninh trúng đậm luồng cá đù, sản lượng khai thác đạt hơn 5 tấn. Cá đù tươi được thương lái mua tại bến với giá là 50.000 đồng một ký, giá bán lẻ là 80.000 đồng một ký. Bình quân mỗi thuyền thu về hơn 50 triệu đồng. So với những năm trước, năm nay loại cá này xuất hiện theo từng luồng dày đặc. Mỗi lần thả lưới, một thuyền thu về vài tạ cá đù. Theo kinh nghiệm của người dân xã Hải Ninh, vào tháng 2 âm lịch sẽ xuất hiện cá đù ở vùng biển gần bờ. Thuyền ra biển cách bờ vài trăm mét là có thể gặp từng luồng cá xuất hiện. Ngư dân tích cực bám biển với kỳ vọng được nhiều lọc biển. Tiếp tục với ghi nhận về hoạt động sản xuất của người dân. Thưa quý vị, tại Hà Tĩnh thì một nông dân đã gặt hái thành công bước đầu với mô hình nuôi ốc bươu trong nhà, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững, hiệu quả cao. Mời quý vị cùng tham khảo cách làm và hiệu quả thực tế qua ghi nhận sau. Nhận thấy ốc bươu đen được thị trường ưa chuộng, năm 2021, anh Phan Công Đức quyết định làm ao trải bạc để nuôi ốc. Sau những khó khăn ban đầu, anh Đức mạnh dạn xây dựng lại toàn bộ khung nhà bằng thép với hệ thống mái che kiên cố để thả 100.000 con ốc giống. Sau gần 3 tháng, ốc bươu phát triển tốt, trọng lượng đã yêu cầu. Theo anh Đức, khi nuôi ốc bươu đen phải chú ý đến thời tiết, bởi ốc chịu nóng, chịu lạnh kém, chỉ phù hợp trong điều kiện từ 22 đến 32 độ C. Nếu không được che chắn cẩn thận thì ốc rất dễ chết. Do đó, khi nuôi ốc trong nhà, không chỉ kiểm soát dịch bệnh tốt hơn mà còn giúp ổn định nhiệt độ. Bên cạnh yếu tố thời tiết thì người nuôi tập trung vào nguồn nước và chế độ thức ăn. Ốc bươu đen ăn ít, nguồn thức ăn có sẵn trong tự nhiên như rêu, bèo tắm, các loại rau củ quả. Ngoài ra có thể cho ốc ăn cám gạo để thúc đẩy tăng trọng. Vấn đề kỹ thuật nuôi ốc thì mình phải tuân thủ như kiểu là về hệ thống nước thì mình có thể là nếu mà có nguồn nước sạch tự nhiên từ suối về thì cho nó chảy vào là nó có nguồn chảy ra, còn mà mình không có nguồn nước sạch tự nhiên để phụ thuộc vào nước giếng này nọ vô thì mình có thể làm một hệ thống tuần hoàn là xả tràn, thì là nước bơm vào thì nó thể qua một chỗ lọc thì nó thể cung cấp trở lại trong lồng thành một hệ thống khép kín luôn. Thì trong nhà thì có mái che là không sợ ánh nắng làm nóng nước, đây là sẽ đỡ cái chết ốc hơn. Nhưng ngoài trời thì lại phụ thuộc ánh nắng ngay nó như phải che luôn lưới đèn này che. Thì nói chung là làm trong nhà thì kiểm soát được rất là nhiều, hầu như là kiểm soát được hết vấn đề thời tiết. Theo tính toán của anh Đức, sau gần 3 tháng thả nuôi, 100.000 con ốc thịt có thể cho thu hoạch 2 tấn, giá bán 120.000 đồng một ký. Đây là một trong những cái mô hình kinh tế trên áp dụng cái biện pháp mới trong cái trên địa bàn, và sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức bà con nhân rộng và sẽ có nhiều cái mô hình như thế này nữa. Nuôi ốc bươu đen trong nhà dễ chăm sóc, không mất công sức, thời gian thu hồi vốn nhanh. Thời gian tới, anh Đức có dự định mở rộng diện tích nuôi và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những hộ dân có nhu cầu. Có thể thấy là trong vài năm trở lại đây thì việc lựa chọn khởi nghiệp bằng nông nghiệp là việc không còn quá xa lạ. Đặc biệt, nông nghiệp được đánh giá là một trong những lĩnh vực tiềm năng được giới trẻ quan tâm. Việc lựa chọn khởi nghiệp từ nông nghiệp thì có rất là nhiều cơ hội nhưng mà cũng không ít thách thức. Nhưng với hành trang là sức trẻ, khả năng sáng tạo và tư duy tiến bộ, những người nông dân trẻ đang thổi một lần gió mới với nhiều mô hình thành công.
là một người con của huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, gia đình có nhiều thế hệ trồng quýt hồng. Từ nhỏ, anh Nguyễn Thế Ngoan Dinh đã có niềm yêu thích với nông nghiệp. Năm 2017, sau khi tốt nghiệp đại học, anh Dinh quyết định trở về địa phương để khởi nghiệp với mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng dưa lưới trong nhà màng. Mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Diện tích trồng dưa lưới được anh Dinh nhân rộng lên gần 5.000 m2, mang lại thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm. Tôi đang cố gắng duy trì ổn định mô hình trồng dưa lưới của mình. Thứ nhất là đảm bảo một cái sản phẩm chất lượng. Thứ hai là tạo giữ cái công việc ổn định cho những người lao động cùng với tôi. Trong khi đó, anh Phan Trí Tâm ở xã Long Thắng, huyện Lai Dung thì bắt đầu khởi nghiệp với việc cung cấp các giống hoa kiểng cấy mô. Hiện tại, mỗi tháng anh cung cấp khoảng 20.000 đến 30.000 cây giống hoa kiểng các loại. Khi mà bước ra khởi nghiệp thì có nhiều cái khó khăn, nhưng mà khi mà làm được ổn định thì thấy nó thu nhập nó cao hơn và tình hình đáp ứng được, giải quyết việc làm được nhiều người. Còn với chị Tô Thị Bảo Ánh ở xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình thì khởi nghiệp xuất phát từ nhu cầu nâng cao giá trị kinh tế mô hình nuôi heo rừng của gia đình. Khi việc tiêu thụ gặp khó, chị đã chế biến thành sản phẩm heo rừng một nắng, heo rừng xé sợi theo phương châm từ trang trại đến bàn ăn, khép kín từ khâu chăn nuôi đến khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Sẽ ví dụ mình hợp tác với những hộ nông dân ở đây, có thể là người ta sẽ nuôi cho mình, rồi sau đó mình chỉ là thu lại cái con heo đó và mình làm sản phẩm thôi. Ngày càng có nhiều người trẻ quay về làm nông, mang theo kiến thức công nghệ mới để ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp truyền thống. Và sự thành công của những mô hình này chính là hướng đi trong phát triển nông nghiệp bền vững. Thưa quý vị, cầu Ba Ven là cầu sắt bắc qua suối ở xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, là cây cầu phục vụ nhu cầu đi lại của các hộ dân ấp Ba Ven đi vào rẫy và qua các ấp khác. Do chiều qua thì một sự cố bất ngờ đã xảy ra, xe ben chở cát chạy trên cầu Ba Ven đã khiến cho cây cầu này bị gãy sập. Theo ghi nhận thì ngày hôm qua, chiếc xe ben chở cát chạy lên cầu Ba Ven đã khiến cho cây cầu bị sập, xe ben rơi xuống suối, tài xế bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn đảm bảo an toàn, đồng thời tiến hành san lấp đường tạm để đảm bảo lưu thông. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh, cầu Ba Ven được xây dựng đã lâu nay đã xuống cấp. Chính quyền xã cũng đã cắm bản cảnh báo cầu yếu. Huyện cũng đã có chủ trương xây dựng cầu mới đảm bảo người dân lưu thông an toàn, thuận tiện. Thưa quý vị, sau một tuần triển khai các đơn vị thi công lắp đặt bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đang quy động tối đa nhân lực, phương tiện và vật tư để quyết tâm hoàn thành khối lượng công việc vào cuối tháng 3 này, góp phần hạn chế xảy ra các vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường này. Trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn hiện có 9 vị trí được thiết kế với 4 làn xe cho phép các phương tiện ô tô được vượt. Tại các nút giao chuyển từ 4 làn xe xuống 2 làn xe, các đơn vị thi công đang tập trung lắp đặt thêm biển báo vào đường hẹp, cấm vượt, hạn chế tốc độ, sơn thêm vạch G giảm tốc, lắp đặt các cọc tiêu mềm đoạn vuốt đầu nút giao, bổ sung lắp đặt các đinh phản quang giữa tiêm đường của hai làn xe, tiêu phản quang trên tôn hộ lan. Đơn vị chúng tôi đang bố trí là 5 đội sản xuất đang thực hiện thi công trên tuyến, nhưng do cái điều kiện hiện tại ở ngoài hiện trường, một là thứ nhất mật độ phương tiện đi lại rất là nhiều, hai nữa là thời tiết tại khu vực công trường đây thì là nó có cái điều kiện sương mù. Chính vì thế mà buổi tối ta không làm được. Đơn vị chúng tôi đang có một kế hoạch là tiếp tục đẩy thêm 1 đến 2 mũi thi công nữa. Sau các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường này, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã khẩn trương triển khai thi công các hạng mục bổ sung thêm các hệ thống an toàn giao thông. Hiện nay, trên toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có 11 đội thi công ở các hạng mục khác nhau. Tiến độ chung đến nay đạt khoảng 30% khối lượng công việc. Tuyến cao tốc này là thi công thì nó gặp rất nhiều khó khăn về cái chuyện là mình thi công chủ yếu là các cái phần tiêu đinh phản quang trên tim tuyến, nên là cái phương tiện đi lại cũng gây cái sự nguy hiểm cho những người tham gia thi công. Bố trí đầy đủ tất cả các hệ thống an toàn giao thông trước khi triển khai thi công của mỗi điểm. Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 98 km,
kết nối tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, được đầu tư phân kỳ. Giai đoạn đầu khai thác, tuyến đường có 2 làn xe với bề rộng đường 12m, riêng đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23m. Sau hơn 1 năm đưa vào vận hành khai thác, tuyến đường này đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều hạng mục hạ tầng đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn đường cao tốc chưa được đầu tư hoàn chỉnh, trong khi mật độ phương tiện giao thông rất lớn. Đặc biệt, thời gian gần đây, trên tuyến cao tốc đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người thương vong. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức, các doanh nghiệp quảng cáo trên địa bàn tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy với biển hiệu, trụ, bảng quảng cáo, màn hình điện tử LED trong mùa khô. Qua đó triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về kết cấu và công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các trụ, bảng quảng cáo, màn hình điện tử LED, rà soát yếu tố an toàn đối với các cổng chào, bảng tuyên truyền cổ động, băng rôn, nhất là các vị trí tuyên truyền đường đèn băng ngang đường giao thông, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra giám sát và xử lý các biển hiệu, các trụ bảng quảng cáo, màn hình điện tử LED trên địa bàn không phép, thực hiện không đúng quy định, không đảm bảo các yếu tố an toàn xây và an toàn phòng cháy chữa cháy. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Phi tang hung khí giết người của con trai, ba mẹ con cùng lãnh án. Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 4 tới, được kỳ vọng kích cầu du lịch trong năm nay. Khám phá thiên nhiên hoang dã ở vườn quốc gia Cát Tiên, một trải nghiệm hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một vụ chiếm đoạt mua bán trái phép vật liệu nổ xảy ra trên địa bàn với khối lượng hàng trăm kg thuốc nổ và kiếp nổ. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thì Lê Hữu Vịnh được một chủ doanh nghiệp xây dựng thuê nhận và vận chuyển vật liệu nổ để bàn giao cho đơn vị thi công xây dựng công trình trên đảo Hòn Mê, thị xã Nghi Sơn. Ngày 26 tháng 2 vừa qua, Vịnh liên hệ nhận và vận chuyển 756 kg thuốc nổ cùng 128 kiếp nổ để bàn giao cho đơn vị thi công. Quá trình này, Vịnh và Đàm Minh Thành cùng ngụ thị xã Nghi Sơn đã cấu kết và lấy hơn 500 kg và 128 kiếp nổ bán cho Nguyễn Thị Thoa, ngụ tại thị xã Nghi Sơn, với giá hơn 190 triệu đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Phan Hoàng Vinh sinh năm 1992, Lê Hoàng Việt sinh năm 1995 cùng vì tội giết người và Lê Thị Kim Thúy sinh năm 1974 cùng trú huyện Chợ Mới là mẹ ruột của hai bị cáo Vinh và Việt về tội che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, Vinh và Việt là hai anh em ruột, đều nghiện ma túy. Khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2023, Vinh điều khiển xe máy từ thành phố Cần Thơ về thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Khi đến khu vực cầu Cái Sắn thì cho Trần Hùng Lĩnh, sinh năm 1982 trú thành phố Long Xuyên đi nhờ xe. Khi Vinh ghé nhà mẹ ruột ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới để cất đồ, Lĩnh ở ngoài đã lấy xe của Vinh chạy về hướng phà An Hòa. Việc điều khiển xe máy chở Vinh đuổi theo. Đến phà An Hòa, Vinh dùng dao tấn công, khiến Lĩnh tử vong. Sau đó, Vinh và Việt về nhà cất giấu hung khí gây án rồi bỏ trốn. Còn hung khí Vinh sử dụng để gây án, bà Thúy đã ném xuống sông để phi tang. Sau đó, Việt đã đầu thú, còn Vinh bị bắt khi đang lẩn trốn tại Vĩnh Long. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Hoàng Vinh tù chung thân, Lê Hoàng Việt 10 năm tù cùng vì tội giết người, và Lê Thị Kim Thúy 1 năm tù treo vì tội che giấu tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, năm du lịch quốc gia vừa được khai mạc cuối tuần qua tại Điện Biên. Các sự kiện kích cầu du lịch cũng đang được các địa phương đẩy mạnh chào đón mùa cao điểm du lịch hè năm nay. Trong đó, thì hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam sắp tới có sự tham gia của hơn 50 tỉnh thành phố sẽ chứng kiến sự trở lại của không khí du lịch nhộn nhịp của năm 2019.
để kích cầu du lịch, sẽ có hàng ngàn vé máy bay giảm giá được tung ra tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam diễn ra vào trung tuần tháng 4 tới. Ngoài ra, hội chợ còn giới thiệu nhiều sản phẩm hấp dẫn, ưu đãi ở trong nước và quốc tế, dự kiến thu hút khoảng 80.000 lượt khách. Với lại phần khách lẻ, thì Vietnam Airlines sẽ áp dụng cái chính sách giảm giá tới 15% đối với các sản phẩm về gift card, đó là thẻ bay nội địa, cũng như là cái mã giảm giá 15% áp dụng trên website của Vietnam Airlines dành cho khách lẻ. Còn đối với các doanh nghiệp lữ hành, thì Vietnam Airlines sẽ triển khai đối với lại các cái doanh nghiệp mà lữ hành mà tham gia hợp tác với Vietnam Airlines, cũng như là tham gia cái chương trình hỗ trợ VITM lần này. Được đánh giá là sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội được xem là sự kiện kích cầu du lịch quy mô lớn nhất trong năm. Sự kiện tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế thúc đẩy tăng trưởng cả ba loại hình du lịch, đưa khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài, tăng nhanh lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và tiếp tục phát triển du lịch nội địa. Đặc biệt, du lịch xanh theo hướng bền vững là mục tiêu thu hút khách quốc tế đến và phục vụ khách nội địa ngày càng chất lượng. Hội chợ VITM sẽ diễn ra rất nhiều những cái sự kiện để tập trung vào vấn đề tăng trưởng khách. Chủ đề chính của hội chợ là chuyển đổi xanh. Du lịch bền vững, du lịch xanh, du lịch mà nó thân thiện với môi trường, du lịch nó có lợi cho sức khỏe thì mới được khách đón nhận. Vì vậy mà chúng ta một mặt là cải thiện chính sách về thị thực để tăng cường thu hút khách quốc tế, nhưng đồng thời phải cải thiện các cái chính sách để phát triển đầu tư vào sản phẩm du lịch mới đáp ứng đúng được cái nhu cầu của du lịch. Năm nay, ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, hướng tới phục hồi hoàn toàn hoạt động như năm 2019. Các sự kiện kích cầu, quảng bá, xúc tiến cả trong và ngoài nước nhằm đạt mục tiêu đón từ 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa. Nằm trong vùng lòng hồ sinh thái Na Hang, Lâm Bình, rộng hơn 8.000 hecta, thác Khuổi Nhi là điểm dừng chân lý thú của nhiều du khách trong những ngày hè nóng bức. Leo ngược lên dốc núi, những nỗ lực của du khách sẽ được bù đắp bằng dòng nước mát lạnh từ thác Khuổi Nhi. Đặc biệt không chỉ tận hưởng cảnh đẹp, du khách còn được thư giãn khi trải nghiệm dịch vụ massage chân bằng cá suối. Thác Khuổi Nhi thuộc địa phận xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, có chiều dài khoảng 3 km, cao 3 tầng. Khu vực hồ và thác là nơi có hệ thống sinh thái phong phú với nhiều cây cổ thụ lớn. Dọc đường lên thác thì có nhiều khe nước nhỏ, dũng nước động lại nơi khe đá. Đây chính là những nơi tập trung nhiều cá suối massage nhất. Chỉ cần dừng lại, thả chân xuống dũng nước, chỉ chừng một phút thôi là cả đàn cá sẽ bơi lại và thi nhau rỉa chân. Rất nhiều du khách đã trầm trồ thích thú bởi dịch vụ massage cá này. Thiên nhiên quang sơ, đàn cá tự nhiên ngồi trên những tảng đá dưới tán cây rừng cổ thụ, cùng với tiếng ve rừng, tiếng chim hót, tất cả sẽ mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. Và với những ai muốn gần gũi thiên nhiên, khám phá thế giới các loài sinh vật thì các khu rừng quốc gia bảo tồn thiên nhiên sẽ là lựa chọn phù hợp. Và một trong những điểm đến hấp dẫn đó là vườn quốc gia Cát Tiên, nơi nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng và là một trong 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận. Vườn quốc gia Cát Tiên trải dài trên địa phận 3 tỉnh gồm Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước, có tổng diện tích hơn 82.000 hecta. Chính sự đa dạng sinh học mà nơi đây được mệnh danh là ngôi nhà của muôn thú. Tại đây đang có gần 100 loài thú, 94 loài bò sát, 903 loài côn trùng và hàng trăm loài gỗ quý. Đến với vườn quốc gia Cát Tiên, du khách sẽ được tận mắt khám phá các loài động vật hoang dã quý hiếm như voi, vọc, bò tót, tê tê, vượn đen má vàng cùng với hàng trăm loài chim. Để khám phá các loài thú hoang dã quý hiếm, Ban Quản lý vườn quốc gia Cát Tiên đã mở các tour du lịch ngắm các loài động vật hoang dã đi ăn đêm. Còn ban ngày, khi tham gia các tour du lịch đi bộ đường dài xuyên rừng, du khách sẽ được ngắm nhìn các loài thú lớn từ xa như là voi, bò tót. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì nhiều tỉnh thành trong cả nước đang hướng mạnh đến việc phát triển kinh tế du lịch, công nghiệp văn hóa. Trong đó, lễ hội trong đời sống tinh thần của người dân cũng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của nhiều địa phương. Như là tại Hải Dương, Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Giang vừa tổ chức khai hội đền Tranh năm 2024 và công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đền Tranh là điểm du lịch. Dù diễn ra trong thời tiết không thuận lợi, nhưng lễ hội đền Tranh tại Ninh Giang vẫn thu hút đông đảo du khách thập phương về tham dự.
đền tranh thờ quan đệ Ngũ Tuần Tranh là vị tôn quan thứ 5 trong ngũ vị tôn ông của tín ngưỡng thờ tứ phủ trong dân gian của người Việt. Lễ hội đền tranh năm 2024 đồng thời diễn ra lễ công bố và trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đền tranh là điểm du lịch. Nơi đây quy tụ những tinh hoa văn hóa đặc sắc truyền thống của địa phương. Chính ngôi đền tranh này cũng là một sản phẩm ô cốp 4 sao khi có biểu diễn múa rối nước, pháo đất của địa phương. Theo kế hoạch, sự kiện năm nay được tổ chức trong 3 ngày, 19, 23 và 24 tháng 3 với nhiều hoạt động phong phú. Và đây là một cái điểm có thể nói là cái điểm đầu tiên về du lịch tâm linh, và từ cái điểm này thì sẽ tỏa đi các điểm khác ở trên địa bàn huyện và các địa bàn lân cận. Và đây là cái điều mà chúng tôi rất là coi trọng. Thế và để cho phát triển được lâu dài thì chúng tôi rất là quan tâm đến cái công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, làm sao để các bạn ấy hiểu được và thấy tự hào về mảnh đất con người Ninh Giang, tự hào về cái di sản văn hóa phi vật thể mà cha ông ta đã gìn giữ và lớp chúng ta đang hiện nay đang xây dựng và phát huy. Việc chú trọng đưa các sản phẩm ô cốp trưng bày quảng bá tại lễ hội đền tranh không chỉ giúp du khách có thể tham quan, mua sắm mà góp phần quảng bá thương hiệu của địa phương. Phát triển du lịch tâm linh sẽ là động lực thu hút khách, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ du lịch khác, tạo sự đa dạng cho du lịch Việt Nam, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.